Sáng nay ngày 7 tháng 10, thi thể của thuyền trưởng tàu cá QNG-96769TS là Võ Văn Tâm đã được thân nhân gia đình đưa về đến quê nhà để tiến hành an táng sau khi vượt hàng ngàn km đường biển và đường bộ từ Côn Đảo về đến đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. Ngư dân Võ Văn Tâm, 38 tuổi, ở xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, là thuyền trưởng tàu cá QNG-96769TS có công suất 410 CV, bị phát nổ và chìm xuống biển vào sáng ngày 2 tháng 10 khi đang hành nghề tại khu vực Hòn Trứng Lớn, cách Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khoảng 32 hải lý về phía Tây Nam. Vụ tai nạn làm thuyền trưởng Tâm tử nạn trên biển, hai người bị thương và hai người khác mất tích. Sau khi tử nạn, thi thể ngư dân Tâm được đưa vào Côn Đảo và được thân nhân gia đình làm các thủ tục đưa về đảo Lý Sơn. Còn hai thuyền viên mất tích là Lê Văn Phước và Bùi Văn Bình đã được thân nhân gia đình lập bàn thờ, xây mộ chiêu hồn theo phong tục truyền thống. Lãnh đạo huyện Lý Sơn cũng đã đến thăm hỏi, chia buồn đến gia đình các ngư dân bị nạn.